bạn yêu thích tiếng Trung, bạn chuẩn bị đi du học hay làm việc ở Trung Quốc, Đài Loan và muốn học ngôn ngữ bản địa. Bạn đã biết tiếng Trung nhưng muốn củng cố nền tảng kiến thức. Bạn đã tham gia khóa học sơ cấp 1 của EZ Chinese và muốn học nâng cao hơn. Vậy thì bạn không thể bỏ qua khóa học tiếng Trung sơ cấp 2. Khóa học dựa trên những kiến thức căn bản đã có ở khóa học tiếng Trung sơ cấp 1. Tuy nhiên ở phần 2 này, bạn sẽ tiếp tục được củng cố lại các kiến thức căn bản, đồng thời mở rộng kiến thức ngôn ngữ bằng các đoạn hội thoại giao tiếp về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày như thời tiết, ăn uống, sinh nhật, hỏi đường. Từ đó bạn sẽ có kiến thức căn bản làm nền tảng để học nâng cao hơn nữa. Khóa học sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng, ngữ pháp và cải thiện khả năng nghe nói đọc viết bằng tiếng Trung của mình. Hãy đăng ký khóa học tuyệt vời này tại jindica.vn để cùng đồng hành với EZ Chinese chinh phục tiếng Trung.